Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên chủ trì hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ. Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay thông báo, Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ, tức là Quad, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, dự kiến vào ngày 21 tháng 9 ở tại thành phố Wilmington. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Karine Jean-Pierre nhấn mạnh, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại thành phố Wilmington, nơi có nhà riêng của ông. Điều này phản ánh mối quan hệ cá nhân sâu sắc của Tổng thống với lãnh đạo của từng nước ở trong nhóm, cũng như là tầm quan trọng của nhóm với tất cả các nước thành viên. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ đón tiếp Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản ông Kishida Fumio tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Wilmington. Trước đó, Tổng thống cũng đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm bộ tứ ở Tòa Bạch Ốc vào năm 2021. Hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến tập trung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tác ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hội nghị của nhóm bộ tứ được lên kế hoạch trong bối cảnh là cả Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản đều sẽ rời nhiệm sở trong thời gian sắp tới. Ông Biden đã rút lui ra khỏi cuộc đua giành chức Tổng thống và Phó Tổng thống Harris hiện nay là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida tuyên bố là ông sẽ không tham gia tái tranh cử chức Chủ tịch của Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản. Cựu Tổng thống Donald Trump cam kết là ông sẽ miễn thuế đánh vào số lương làm thêm giờ nếu như ông đắc cử chức vụ Tổng thống. Vào ngày 13 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ xóa bỏ toàn bộ các khoản thuế lợi tức đánh vào số lương làm thêm giờ của những người lao động nếu ông giành được chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc ngày 5 tây tháng 11 sắp tới đây. Lời đề nghị này là một phần trong khoản cắt giảm thuế rộng lớn mà ông từng hứa hẹn. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Tucson, tiểu bang Arizona, ông Donald Trump nêu rõ như sau. Trong khuôn khổ các chính sách cắt giảm thuế bổ sung, ông sẽ loại bỏ tất cả các khoản thuế lợi tức đối với tiền lương làm thêm ngoài giờ. Giờ làm thêm của người dân sẽ không còn bị đánh thuế nữa. Trước đó, cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố nếu đắc cử thì ông sẽ tìm cách thông qua dự luật để chấm dứt việc đánh thuế tiền tip của các nhân viên trong ngành dịch vụ. Riêng Phó Tổng thống Kamala Harris cũng từng đưa ra một cam kết tương tự. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris cho rằng ông Donald Trump đang tuyệt vọng và vội vã đưa ra bất cứ điều gì để có thể lôi kéo cử tri. Tại một sự kiện vận động chính trị, Phó Tổng thống Kamala Harris đã cáo buộc rằng ông Trump đã ngăn chặn quyền làm thêm giờ của hàng triệu công nhân trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2017 tới năm 2022. Số tiền làm thêm ngoài giờ phần lớn có lợi cho những người lao động phổ thông, thí dụ như các nhân viên nhà hàng thức ăn nhanh, các nhân viên y tế, các phụ tá của các cửa tiệm và các nhân viên có lợi tức thấp khác. Theo quy định của Bộ Lao động Hoa Kỳ, thì những người có đủ điều kiện làm thêm ngoài giờ phải được trả ít nhất là gấp rưỡi tiền công cho số giờ làm thêm vượt quá 40 tiếng đồng hồ trong một tuần làm việc chính thức. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ cảnh báo rằng việc loại bỏ thuế lợi tức đối với tiền lương làm thêm giờ có thể dẫn đến giảm thu ngân sách. Theo cơ quan này, kế hoạch của ông Donald Trump nhằm kéo dài vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế mà ông đã thông qua khi còn là Tổng thống sẽ khiến cho đất nước Hoa Kỳ bị thâm hụt thêm 3.500 tỷ Mỹ Kim cho tới năm 2033. Một thẩm phán ở Georgia bác bỏ thêm hai cáo trạng để chống lại ông Trump. Thẩm phán của tòa thượng thẩm của quận hạt Fulton, ông Scott McAfee, người phụ trách vụ án can thiệp bầu cử tiểu bang Georgia, hôm nay đã chấp thuận đề nghị hủy bỏ ba cáo buộc liên quan đến việc nộp tài liệu sai sự thật và phiếu đại cử tri, trong đó khẳng định là cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng ở tiểu bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Ba cáo buộc này nằm ở trong cáo trạng mà công tố viên ở quận hạt Fulton là bà Fannie Willis, vốn là thành viên của Đảng Dân Chủ, đã đệ trình vào tháng 8 năm ngoái. Theo thẩm phán McAfee, những cáo buộc trên có thể được xử phạt theo luật hình sự liên bang và tiểu bang Georgia không có thẩm quyền trong vấn đề này. Phán quyết này đồng nghĩa với việc là ông Trump được hủy hai cáo buộc mang lại chiến thắng pháp lý quan trọng cho ông ta. Ông Trump và loạt đồng minh bị cáo buộc đã tìm cách lật ngược lại kết quả bầu cử ở Georgia sau khi để thua trước đối thủ Joe Biden vào năm 2020. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và không nhận tội. Các cáo trạng ban đầu của công tố viên Willis nhắm vào 19 người với 41 cáo buộc. Trong đó, ông Trump đối mặt với 13 cáo buộc.
Đây được coi như là vụ truy tố nghiêm trọng bởi vì Trump không có quyền ân xá cho bản thân hay là chấm dứt nỗ lực truy tố ngay khi ông ta đắc cử, vì nó được tiến hành theo luật của tiểu bang, không phải là luật của liên bang. Ông Trump hiện nay còn phải đối mặt với 8 trong tổng số 13 cáo buộc ban đầu. Quyết định này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử cáo buộc ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Georgia sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay, do phán quyết về tư cách của công tố viên Willis dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 3 năm tới. Một mục sư tại miền Nam California bị bắt giữ vì tội tấn công tình dục một cô gái ở độ tuổi vị thành niên. Một người đàn ông 47 tuổi đến từ quận hạt Riverside, người từng là mục sư và là tình nguyện viên tại các nhà thờ trên khắp vùng Inland Empire, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc tấn công tình dục nhiều trẻ vị thành niên tại nơi cư trú cũ của ông ở quận hạt San Bernardino. Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát Ontario, các điều tra viên đã điều tra rõ về những cáo buộc chống lại ông Jose Vasquez, hiện là cư dân của Menifee. Một cảnh sát trường học đã thông báo cho ban quản lý tại một trường trung học ở Ontario về một học sinh nói rằng một người hàng xóm đã tấn công tình dục cô. Các giới chức tại đây cho biết như sau, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Một nạn nhân khác đã ra trình diện và cung cấp cho các thám tử các bằng chứng mới tiếp tục buộc tội ông Jose Vasquez. Cảnh sát cho biết rằng người đàn ông 47 tuổi này gần đây đã giữ chức vụ mục sư trưởng tại nhà thờ Camino de Santidad ở Menifee. Người này đã bị bắt giữ tại nhà riêng và bị giam giữ tại trung tâm West Valley. Bất kỳ ai có thông tin về cuộc điều tra này hoặc có thể là nạn nhân của ông Jose Vasquez có thể liên lạc với Sở Cảnh sát của Ontario theo số phone 909-986-6711 hoặc liên lạc trực tiếp với thanh tra viên có tên là Hernandez theo số phone 909-408-1292. Bất cứ người nào muốn ẩn danh có thể gọi tới đường dây nóng WeTip theo số phone 1-800-78-CRIME hoặc để lại tin tức trên trang web có tên là www.wetip.com. Bộ Tài chính công bố đề nghị mới về thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15%. Hôm nay, Bộ Tài chính đã cho công bố các đề nghị mới để nhằm thực hiện quy định yêu cầu một số tập đoàn lớn của Mỹ phải đóng thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15%. Các đề nghị trên để nhằm thực hiện thuế doanh nghiệp tối thiểu, một phần của đạo luật giảm lạm phát. Đây là một trong những đạo luật quan trọng mà Tổng thống Biden đã đưa ra. Theo thông báo của Bộ Tài chính, thuế doanh nghiệp tối thiểu áp dụng cho các tập đoàn có lợi nhuận trung bình là hơn 1 tỷ Mỹ Kim vẫn đang đóng thuế doanh nghiệp dưới 15% ở trên lợi nhuận điều chỉnh hàng năm. Ông Wale Adeyemo, Thứ trưởng của Bộ Tài chính, lưu ý một số tập đoàn có lợi nhuận cao nhất ở tại Mỹ báo cáo lợi nhuận kỷ lục cho các cổ đông, trong khi sử dụng các chiến lược thuế phức tạp để đóng thuế thấp hơn cả các y tá, lính cứu hỏa, cảnh sát và giáo viên. Đề nghị về quy định mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100 công ty đang đóng thuế liên bang trung bình chỉ có 2.6%. Bộ Tài chính ước tính rằng quy định này sẽ đóng góp hơn 250 tỷ Mỹ Kim doanh thu thuế trong vòng một thập niên, trong đó có 20 tỷ Mỹ Kim vào năm tới đây. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc là Lyon Brainard cho biết, các quy định về thuế doanh nghiệp tối thiểu là một cột mốc quan trọng ở trong kế hoạch công bằng thuế của chính quyền Biden, khi giúp cân bằng sân chơi cho các doanh nghiệp nhỏ vốn đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các bên liên quan có thời gian đến tháng 12 năm nay để đóng góp ý kiến về các đề nghị của Bộ Tài chính. Tiếp theo là liên quan tới phân lời của ngân hàng. Phân lời vay để mua nhà trong tuần này xuống thấp nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Theo đài CNN loan tin vào ngày 13 tháng 9, phân lời trung bình vay mua nhà kỳ hạn 30 năm xuống còn 6.2%. Theo công ty cho vay tiền mua nhà Freddie Mac công bố số liệu cho thấy, phân lời này giảm nhẹ so với mức là 6.35% của tuần trước và thấp hơn nhiều so với mức 7.79% hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, phân lời của mỗi hồ sơ còn tùy thuộc vào điểm tín dụng, công ăn việc làm và nhiều yếu tố khác, cho nên không hẳn là người nào cũng có phân lời là 6.2%. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, phân lời vay mua nhà bắt đầu giảm giữa lúc các chuyên gia dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, tức là FED, sắp hạ phân lời căn bản, nhất là sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố phúc trình tăng trưởng việc làm trong tháng 7 vừa qua yếu hơn so với mức dự báo. Từ đó cho tới nay, phân lời vay mua nhà cứ giảm dần.
Ông Sam Carter là một kinh tế gia của Freddie Mac cho biết như sau, phân lợi vay tiền mua nhà giảm hơn một nửa điểm trong 6 tuần qua và hiện nay đang ở mức thấp nhất tính từ tháng 2 của năm 2023. Tuy nhiên, dù phân lợi giảm đi, thế nhưng người đang muốn mua nhà vẫn chưa rục rịch vì giá nhà vẫn còn cao và vẫn thiếu nhà rao bán. Theo dữ liệu của công ty S&P Global, thì bất chấp phân lợi vay mua nhà giảm đi, thị trường nhà đất tại Hoa Kỳ vẫn quá sức cho hàng triệu người đang muốn mua nhà, nhất là những người có lợi tức thấp sinh sống ở các thành phố có giá nhà tăng nhanh, thí dụ như New York, San Diego và Las Vegas. Một bản tin rất hy hữu thưa quý vị, đó là một người phụ nữ có 4 con gái trùng ngày sinh. Cô Christine Lamer ở Nam Carolina đã sinh 4 cô con gái trong 9 năm qua. Các bé đều có ngày sinh, đó là ngày 25 tháng 8. Cô Lamer vừa sinh bé út là Valentina sớm hơn dự kiến 1 tháng, trùng với ngày sinh nhật với 3 cô con gái còn lại, đó là Sophia 9 tuổi, Juliana 6 tuổi và Mia 2 tuổi. Megan Gray là bác sĩ khoa sản ở tại bệnh viện nơi mà cô Lamer sinh con, cho biết là điều này là điều chưa từng xảy ra. Bác sĩ cũng từng nói là khi cô Lamer sinh bé Mia vào năm 2022, kể cả là có tính toán thời gian thì cũng không khả thi. Thật kỳ lạ khi cô ấy tự nhiên sinh ra 3 đứa trẻ cùng ngày, cách nhau nhiều năm mà không lên kế hoạch. Lamer dự kiến sinh bé Valentina vào ngày 25 tháng 9. Cô và chồng tin chắc chắn rằng không thể nào có sự trùng hợp lặp lại lần thứ tư xuất hiện. Nhưng vào ngày 24 tháng 8 thì cô bỗng bị mờ mắt khi đang làm việc. Lo lắng về tình trạng này, cô nhắn cho người quen là y tá sản khoa, người khuyên cô đến bệnh viện ngay lập tức. Vào ngày 25 tháng 8 thì bé Valentina chào đời, nặng 2,6 kg. Cô Lamer được theo dõi chặt chẽ sau đó để nhằm bảo đảm là cô không bị đột quỵ, co giật hoặc là suy thận. Bệnh viện đã tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ, trang trí phòng bệnh bằng bóng bay. Một số y tá vào phòng nhập tiệc, hát chúc mừng sinh nhật lần lượt cho tất cả 4 cô bé.